Chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình nha. Thì thưa các bạn, hôm bữa mình có sử dụng cái bộ sản phẩm của HT Vina đó các bạn, là bộ sản phẩm lấy màu á. Thì có nhiều người hỏi mình là HT Vina là tên như thế nào, cái tên gì. Thì mình cũng không có biết, mình cũng thắc mắc. Thì mình mới đi tìm hiểu thì mình mới biết là HT Vina là công ty hợp tác Việt Nam nha mọi người. Thì hợp tác nhau làm tại Việt Nam đó nên gọi là HT Vina. Và cái bộ sản phẩm hôm đó là mình xịt lấy màu trái 18 ngày đó mọi người. Thì trước mắt mọi người ha. Thì cái màu của nó đây. Màu của nó bóng lộng mà mọi người. Nói chung lát nữa mình sẽ cho mọi người đi xem hết cái vườn của mình. Là màu của nó rất là bóng. Gọi như là mình cái nguồn nước chúng mình tưới á mọi người, nó nước vôi á, nó có nước vôi, nó dính lên trái vậy nè. Thì cái sản phẩm bộ lấy màu tẩy nám tẩy bóng trái này nè, nó xịt mà tẩy được cái nước vôi dính ở trên cái đó luôn mọi người, nó làm cho bóng ha. Mọi người nhìn thấy không, nó bóng lộng mà mọi người nhìn thấy tưởng tượng giống như mình mua sơn mình xịt lên vậy ha. Đó, nó bóng đó rồi mà nhìn mà ghiền luôn các bạn, nhìn mà ghiền luôn á nha. Nó bóng lộng mà đó, ta thì nó xanh, trái lồng thì nó bóng lộng vậy luôn, thì rất là hay. Bữa trước là mình xịt lấy màu. À, nhiều người nói là mấy người ở gần vườn mình á nói mày làm mày xịt thì coi chừng nó bị lem. Thì cái thời gian này là chín, trời lạnh rồi nó hay bị chín, hay bị sượng, hay bị xanh đó mọi người à. Nên mình lạm dụng thuốc quá thì nó sẽ bị lem, nó không chịu chín. Thì mình nói thì lem hay không lem thì chờ nó chín thì rồi biết. Thì bây giờ là thì trước mắt mọi người thấy ha, mình nói phải nói là nó bóng lộng luôn, nó đẹp kinh khủng luôn, cái màu rất là đẹp. Nên những cái bạn nào mà muốn mua cái sản phẩm này để xài hoặc là cứ tới đại lý muốn tạo màu thì cứ tới đại lý hỏi về bộ sản phẩm của HT Vina, cái bộ sản phẩm lấy màu và xóa lem thì nó cũng xóa lem được nha mọi người. Và cái bài xóa lem thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người sau về cái bài xóa lem của công ty HT Vina này luôn nha. Còn cái bài mà thuốc mà tạo màu hôm bữa thì mình có chia sẻ trên cái bài mà xịt trái 18 ngày á, trái lấy màu á mọi người. Thì mọi người vào đó để xem cái bộ sản phẩm đó và biết nha. Hôm nay thì mình chỉ trả kết quả cho mọi người. Hôm bữa mình test thử cái bộ sản phẩm đó mà nhiều người nói là không biết là nó mà thế nào, thấy BR nhiều á, thì mình cũng test thử cho mọi người xem. Thì quả thật là người ta nói đúng mọi người, màu rất là đẹp. Và mình cũng đang test cái bộ sản phẩm của HP Vina này là về cái cháy vàng đầu trụ, thì mình để mình test thử thì nó có thành công không thì mình sẽ cho mọi người xem. À, còn bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem hết cái vườn của mình trái chín màu như thế nào để mọi người biết ha. Còn mình thấy cái màu này là quá ok, các bạn có thể tìm mua bộ sản phẩm này để sử dụng nha. Không lem, màu nói chung là ghiền, mình kết cái màu này nha mọi người. Mọi người hãy xem hết video của mình nha, hãy chia sẻ video này ra để nhiều người biết bộ sản phẩm này và tìm để mua và sử dụng nha. Và hãy đăng ký kênh và để lại bình luận để mình biết các bạn cần điều gì nha. Màu đây các bạn thấy chưa, nó đỏ như, phải nói là đỏ như máu luôn, bóng lộng ha mọi người. Cho mọi người xem đây, mọi người thấy chưa, nó bóng lộng mà. Các bạn nhìn thấy cái màu cái rái, các bạn hết hồn không? Mình cứ nghĩ là người ta BR quá cái bộ sản phẩm này mà thực chất người ta làm thiệt, nó BR thiệt mọi người à. Màu nhìn đá luôn, nhìn không, nó bóng lỏng à. Đó, cho mọi người xem ha. Cái này là mình bán cho hàng người ta đóng hàng chợ nha mọi người, thì hàng chợ thì mọi người cũng đủ biết rồi, đẹp thì người ta mới đi hàng chợ chứ, chỉ hàng không đi hàng chợ được thì người ta đi hay đi hàng giữa mới được, còn đi hàng chợ là phải hàng đúng mẫu nha mọi người. Đây, mọi người thấy màu không? Ờ, nhìn đá đỏ rực à. Mọi người nhìn giống như là mình tô lên vậy không, nhìn màu giống như tô lên vậy mà được chắc là màu của nó đã ghê, cái màu bóng lộng. Rồi thì mình cho các bạn xem được cái màu trái của cái bộ sản phẩm HT Vina
thì cái màu nó quá là đẹp. Thì sẵn video đây, thì các bạn nào mà khi xem được video này á, thì và thì hãy tìm tới cái video mà làm màu trái 18 ngày á, để tìm và thấy được cái bộ sản phẩm đó và có thể áp dụng tại vườn thanh long của mình. Nếu mà vườn thanh long của các bạn cho rằng là cái vườn đó hay bị chín, hay bị màu lam, màu sượng, không được đỏ tươi, thì các bạn nên mua bộ sản phẩm đó và xịt lên nha. Còn bây giờ thì cuối video xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Cũng mong các bạn khi xem video hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chọn tất cả để đón xem những video tiếp theo cũng như những cái tiết nhắc đèn cho cả tháng 2 và tháng 3 tới nha mọi người. Chào mọi người nha.